Trưởng Y tế và Phúc lợi Con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hội đàm giữa Bộ trưởng Kathleen Sebelius với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các thỏa thuận hai bên đã đạt được, đặc biệt là Hiệp định Y tế và Khoa học Y học giữa hai chính phủ vừa được ký kết sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cảm ơn Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS, phòng chống cúm gia cầm, đào tạo cán bộ y tế. Thủ tướng mong muốn thời gian tới, hai bộ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả hiệp định vừa ký kết, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế. Thủ tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính và kỹ thuật trong phòng chống HIV/AIDS, hợp tác trong kiểm soát dịch cúm gia cầm. Bà Sebelius nhấn mạnh, ngành y tế Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ rất chặt chẽ thông qua Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, đặc biệt là trong phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các dịch bệnh mới nổi như dịch SARS, cúm gia cầm, v.v. Đánh giá cao Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, bà Sebelius khẳng định Hoa Kỳ cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh mới nổi, nhất là dịch bệnh lây lan và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS.